Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị trao đổi một vấn đề cũng khá nhạy cảm mà nhiều người cũng đang trăn trở, đó là những người ta gọi là bị viêm cánh đó quý vị. Làm sao để có những cái thực phẩm ăn cho nó tốt để nó đỡ có mùi hôi, đó là một vấn đề mà có thể nói rất là quan trọng quý vị mà nhiều người không dám nói ra. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề cũng khá nhạy cảm thưa quý vị, đó chính là chế độ dinh dưỡng cho người bị chứng hôi nách. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 5454 39 để được tư vấn miễn phí. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Phương Mai, Bệnh viện Gia Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào anh Quyền Linh và xin kính chào các quý khán giả đang xem chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp của đài truyền hình Vĩnh Long. Xin chào bác. Trước khi chúng ta cùng trò chuyện thì chúng ta sẽ đến với một phóng sự của chương trình. Anh Châu bị hôi nách từ khi dậy thì, dù đã dùng đủ các loại nàn nách khác nhau nhưng tình trạng mùi hôi nách của anh vẫn không thuyên giảm. Có nhiều lúc công việc của tôi cần phải đi ra ngoài. Tôi rất là tự ti và mặc cảm về chứng mỏ nách của tôi và rất lo sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tôi cũng đã sử dụng nhiều loại lăn nách khác nhau nhưng vẫn không có tác dụng. Điều băn khoăn là không biết do chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt không khoa học nên tôi điều trị mãi mà vẫn không có thấy thuyên giảm gì cả. Chế độ dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần điều trị tình trạng hôi nách. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này ở phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta vừa thấy phóng sự có xuất hiện nhân vật mà trăn trở với cái việc đó. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ anh Tào Quang Châu để cùng trao đổi với vấn đề này nhé. Xin mời anh Châu ạ. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào bác sĩ. Xin chào quý khán giả. Hôm nay thì có bác sĩ chuyên gia của chương trình, anh có thể thoải mái để trao đổi, đừng có ngại vì đây là một trong những cái căn bệnh mà rất nhiều người trăn trở ha. Xin mời anh Châu. Kính thưa bác sĩ, tôi có một chuyện này cũng hơi khó nói. Cái như vậy là trường hợp của tôi là bị chứng hôi nách, nhưng mà tôi là dân kinh doanh, cũng cần chú trọng tới cái ngoại hình bên ngoài, nhưng mà ngặt nỗi là từ lúc mà tuổi dậy thì đó, tôi bị cái chứng hôi nách. Tôi cũng phát hiện ra điều đó và tôi thường tắm xong thì tôi sử dụng những cái lăn mùi, thì không hiểu sao thì cũng vẫn bị tình trạng như vậy. Trong công việc thì tôi vẫn có tiếp xúc với lại đồng nghiệp và với lại khách hàng, thì tôi rất là e ngại và tự ti mặc cảm khi đứng gần tất cả những người đó, tại vì sợ người ta phát hiện ra cái chứng bệnh của tôi. Bạn bè của tôi cũng khuyên tôi là cũng giảm bớt đi rượu bia và giảm bớt đi những cái gia vị cay nóng, hoặc là những cái món ăn là chiên xào có nhiều hành, có nhiều tỏi. Tôi xin bác sĩ là tư vấn cho tôi biết về chế độ dinh dưỡng và chế độ sinh hoạt để tôi trị được cái chứng bị hôi nách, để tôi tự tin giao tiếp với lại bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng trong công việc của tôi. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Mai, hôm nay chúng ta đang nói về chủ đề của những người bị bệnh hôi nách. Vậy thì cái thực phẩm đó nó quan trọng như thế nào? Nó ảnh hưởng thế nào đối với căn bệnh như thế này? Về cái nguyên nhân mà gây nên cái mùi hôi nách, đó là do cái sự tăng tiết mồ hôi quá mức của cái tuyến mồ hôi đi kèm với lại cái vi khuẩn tại chỗ. Nó làm cho cái nó ăn cái tuyến bã nhờn đó và nó gây nên cái mùi hôi nách. Tuy nhiên thì người ta nhận thấy là cái chế độ dinh dưỡng nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là tạo nên cái mùi hôi nách nó nồng nặc hơn. Thì người ta nhận thấy đối với những cái thức ăn mà có nhiều mùi, chẳng hạn như là hành, tỏi đi, thì nó sẽ tăng tiết qua cái tuyến bã nhờn, đặc biệt là ở vùng nách, và nó tạo nên cái mùi hôi. Và bên cạnh đó thì một số cái thức ăn như là dầu mỡ hoặc là chiên xào nhiều thì nó cũng làm cho cái mùi hôi nách nó nặng hơn. Bởi vì khi mà mình ăn những cái thức ăn dầu mỡ nhiều như vậy á, thì nó sẽ kích thích cái tuyến bã nhờn của mình nó hoạt động nhiều hơn, và nó làm cho cái tiết mồ hôi nó đặc hơn, nó nhờn hơn, và cái lượng chất nhờn nó tăng cao, nó lại tạo điều kiện cho cái vi khuẩn sinh mùi nó phát triển thêm. Bên cạnh đó thì người ta thấy tương tự, đối với một cái chế độ ăn mà giàu đạm thì nó cũng làm cho cái tuyến bã nhờn mình nó hoạt động mạnh,
và nó tạo nên cái mùi hôi nhiều hơn. Những cái thức ăn mà có cái chất kích thích, chẳng hạn như là mình uống cà phê đi, rượu, bia, hoặc là những cái chất mà có ga thôi, có cồn, thì nó cũng làm cho cái tuyến mồ hôi hoạt động mạnh. Hoặc ngay khi mà mình ăn cái chế độ ăn của mình, mà ăn những cái đồ như là gia vị nóng, như là tiêu, hành, tỏi, hoặc là gừng, quế rồi chẳng hạn, thì mình sẽ thấy là cái việc tăng tiết mồ hôi nó sẽ nhiều hơn. Và như vậy thì người ta thấy là đối với một số cái thực phẩm, nó có cái tác động là nó làm cho cái quá trình tăng tiết mồ hôi và làm cho cái mùi hôi nó nặng hơn. Có thể nói là cái chế độ ăn, mặc dù là nó không có tác động trực tiếp, nhưng nếu mà chúng ta biết áp dụng một cái phương pháp ăn, một cái chế độ ăn hợp lý, thì nó cũng là một cái phương pháp điều trị hiệu quả trong cái vấn đề điều trị hôi nách. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Chồng ơi! Chồng! Làm gì mà buồn quá vậy? Buồn cho nó phải ăn cho nó bớt buồn. Chồng! Làm gì mà buồn sáng sớm mình thiểu não dữ trời? Hết hầu hết ý à. Ví dụ gì đâu mà than trời trách đất rồi ăn mà ăn trong tuyệt vọng vậy? Buồn nuốt không vô. Ừ? Buồn vụ gì? Em đâu có làm gì anh buồn đâu. Không phải là em làm, nhưng mà cái thằng quỷ đồng nghiệp bạn của anh á. Vụ gì? Giật tiền đúng không? Tiền đâu mà giật, có nhiều tiền em giữ hết trơn rồi. Cái vấn đề đó. Nói xấu anh với cấp trên. Không phải, nó nói xấu thẳng mặt anh luôn. Trời ơi. Nó lại nó đứng kế anh nè, cái giật rầy nè, nó nói trời ơi mày hôi như cứu. Chịu nổi không? Kỳ đó. Ừ. Anh đi làm chứ đi làm là anh tắm rửa vệ sinh sạch sẽ rồi. Ừ. Hôi như cứu. Bởi vì buồn dễ sợ luôn, bị hoài tránh không khỏi. Ừ. Anh kỳ quá à. Kỳ gì? Em mua quá trời đồ lăn cho anh, sao anh không lăn đi mà anh để. Ừ, ui đúng thiệt. Mua là bao mua đồ điện đi, mua đồ dở mà lăn không xin nhây gì hết trơn à. Sao không xịn? Tại vì anh không xài thôi. Chó xài đó. Khép lại đi, ô nhiễm quá. Anh xài đủ thứ luôn á mà không hết. Sao kỳ vậy? Thì bởi vậy anh quyết định rồi, lần sau anh đi cắt tiếng mồ hôi nách vậy cho xong. Không. Anh có biết không, cơ thể con người có tiếng mồ hôi để làm gì? Để bài tiết. Anh cắt đi là khác gì bình thường, hiểu không? Nhưng mà cắt đi thì nó hết hôi. Không dám đâu. Bạn em kìa, cắt rồi đó, hôi vẫn hôi. Gì kỳ vậy? Không ăn thua. Ủa gì, tại sao nó bị hôi? Quan trọng ở đây là anh biết gì không? Gì? Do chế độ dinh dưỡng. Khi mình ăn cái gì vô thì nó sẽ thải ra cái đó, hiểu không? Ví dụ như nè, người ta phải kiêng ăn gia vị nặng mùi, hành tỏi nè, nghe không anh nè, hành tỏi ăn cho đâu cả đống vô, chưa tính tới hành sống nữa. Ăn hào sống rồi phải ăn hành sống đúng không? Đã vậy muốn rượu uống bia vô người nữa. Thôi đừng có làm bộ mà rượu bia hành tỏi ảnh hưởng gì tới cái tiếng mồ hôi nách. Sao không có? Bây giờ ăn hành tỏi vô đúng không thì nó sẽ nặng mùi, còn uống bia vô nó sẽ bài tiết ra mồ hôi, nó sẽ đổ mồ hôi ra, bắt đầu cái mùi anh sẽ bốc lên, hiểu chưa? Vậy em nói cho anh nghe coi, cái người bị hôi nách nên có chế độ ăn uống sinh hoạt như thế nào mới hạn chế được cái mùi hôi nách? Ăn lẹ đi, đi hỏi bác sĩ với em. Kính thưa bác sĩ, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt như thế nào để giảm bớt cái tình trạng mà bị mùi hôi nách nè? Thì như tôi đã giải thích cho em coi những cái tình huống mà như vậy, thì có rất nhiều cái thức ăn mà nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà ra mùi hôi nách cũng như cái mùi hôi nách. Thì có thể là chế độ ăn nè, mình tránh đi những cái đồ ăn cay, nóng, những cái thức ăn mà nó gia vị nhiều và những cái thức ăn có mùi như là cần tây, hành, tỏi. Bên cạnh đó thì cái chế độ ăn mình cũng phải chú trọng đến cái vấn đề là ăn cái thức ăn nó ít năng lượng thôi. Người ta gọi là cái bữa ăn nó thanh đạm á. Thì có thể là mình ăn ngũ cốc, ăn hoa quả, ăn trái cây tươi. Và quan trọng nhất là gì? Uống nước, mình phải uống nước nhiều để cho nó tăng cái quá trình chuyển hóa và nó đào thải cái chất cặn bã đi. Thì chính những cái yếu tố đó nó sẽ làm giảm bớt đi cái mùi hôi nách. Và cái chế độ sinh hoạt thì ngoài cái vấn đề là dinh dưỡng thì chúng ta phải chú trọng là sinh hoạt điều độ, không nên thức khuya. Bởi vì người ta nghiên cứu, người ta thấy đối với những trường hợp mà thức khuya nhiều á, thì có thể làm cho cái tuyến mã nhờn nó hoạt động nhiều hơn và nó tạo điều kiện cho cái vi khuẩn sinh mùi nó phát triển. Vậy thì từ lúc mà anh chẳng may bị cái bệnh này đó, thì anh làm thế nào để hạn chế cái mùi theo cái cách của anh làm từ xưa giờ đó? Từ khi phát hiện bị mùi hôi nách thì trước tiên là tôi mua cái lăn khử mùi, sau đó thì xịt nước hoa. Mình nghĩ là nó sẽ át được cái mùi hôi, nhưng mà hoàn toàn thì không phải như vậy. Cái mùi hôi nó càng kinh hơn nữa, nó còn bốc mùi hơn nữa. Và cái vùng nách của tôi thì nó bị rát và sần sùi. Cũng nghe theo bạn bè thì bạn bè chỉ là lấy chậu không nè,
hoặc là gừng hoặc là chanh thì lăn vào, nhưng mà nó cũng không đạt hiệu quả như ý muốn. Nó chỉ giảm được có 1-2 tiếng à thôi. Còn khi mà sử dụng những cái sản phẩm lăn mùi khác á, thì nghĩ là nó sẽ không bị bốc mùi, nhưng mà thật sự thì nó chỉ làm 1-2 tiếng hoặc là kéo dài hơn thì nửa ngày, thì thật sự thì cái mùi hôi nó càng kinh khủng hơn nữa. Vậy thì cái bệnh mồ hôi nách này nó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh như thế nào? Bị tình trạng này thì nói chung là đúng là một căn bệnh, mặc dù nó không nguy hiểm nhưng mà nó làm cho tôi là trong công việc là tôi mất tự tin, và kiểu như là khi mà tiếp chuyện với bất cứ ai, ví dụ như đồng nghiệp, là bạn bè, là khách hàng, thì nó làm cho tôi cảm thấy không an tâm. Trong cái túi sách tôi đi làm việc á, thì lúc nào cũng có sẵn những cái chai lăn mùi hoặc là cái chai nước hoa để khử mùi. Nhưng mà tôi thấy thật lịnh kỉnh và không biết là sử dụng cái sản phẩm lăn mùi như thế nào để tôi cho tôi hết bị cái tình trạng bị mồ hôi nách á. Vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh hoạt cũng như là cái đời sống của những người chẳng may bệnh này. Vậy thì có một câu hỏi mà nhiều người cũng đã hỏi, đó là bệnh hôi nách có trị dứt điểm được không ạ? Thật ra thì mình thấy về cái cơ chế của bệnh hôi nách đi, thì cái tuyến mồ hôi của mình nó là gồm có hai cái tuyến, đó là tuyến mồ hôi nước và cái tuyến mồ hôi dầu. Thì cái tuyến mồ hôi nước là nó có cái nhiệm vụ là nó điều hòa cái thân nhiệt. Khi cơ thể chúng ta là cần cái nhiệt độ tăng cao thì nó sẽ thoát mồ hôi để nó làm cho cái thân nhiệt của mình nó hạ thấp xuống. Còn đối với tuyến mồ hôi dầu thì khi mà cơ thể đến tuổi dậy thì tuyến mồ hôi này nó mới phát triển. Và chính cái tuyến mồ hôi này là cái tuyến mồ hôi nó tạo nên cái mùi hôi cho cái vùng nách. Bởi vì cái vi khuẩn nó phát triển ngay vùng đó và nó ăn những cái tuyến chất bã nhờn ở vùng đó và nó tạo nên cái mùi hôi. Do đó thì chúng ta thấy cái cơ chế bài tiết của nó là thông qua cái cơ chế thần kinh, chứ không có thông qua cái cơ chế tại chỗ. Và do đó cái vấn đề mà can thiệp vô cái vấn đề mà những cái phản xạ thần kinh đồ thì chúng ta không thể tác động lên cái nguyên nhân đó. Chính vì vậy mà cái vấn đề mà điều trị mà dứt điểm được cái ra mồ hôi của vùng nách là hầu như là chưa có một cái phương pháp nào có thể điều trị dứt điểm được cái hôi nách cũng như ra mồ hôi nách. Vậy có một cái phương pháp tối ưu nào để chúng ta có thể điều trị hiệu quả được không? Có rất là nhiều cái phương pháp, nhưng mà mục đích là nó kiểm soát được cái vấn đề ra mồ hôi cũng như cái mùi hôi ở nách thôi. Thì người ta thấy là có thể là sử dụng một trong những cái phương pháp đó là sử dụng cái lăn nách mà không mùi. Nó có cái tính là nó hiệu quả và nó tiện lợi. Là có thể là mình có thể là sử dụng, mình lăn nách vào buổi tối đi, và cái thời gian của nó có thể kéo dài được từ 24 cho đến 72 giờ. Và thường cái lăn nách đó nó sẽ tác động lên cái việc tăng tiết mồ hôi cũng như nó khử luôn cái mùi hôi. Tuy nhiên thì chúng ta phải lựa chọn cái sản phẩm như thế nào, có độ an toàn của sản phẩm cũng như là cái hiệu quả của nó phải được chứng minh trên mặt lâm sàng. Thì đối với cái sản phẩm Aquaceline là một trong những cái sản phẩm được sản xuất tại nhà máy dược mỹ phẩm của châu Âu và nó đạt tiêu chuẩn GMP. Và cái sản phẩm này nó đáp ứng cả cái tiêu chí là nó an toàn, hiệu quả và nó không có gây nhờn rít cũng như là không có gây ố vàng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Aquaceline hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm lăn nách không mùi giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aquaceline. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lăn khử mùi thông thường khác. Mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thâm nách. Aquaceline, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Trời ơi, trời gì đâu mà nóng quá, trời nóng. Nóng muốn xỉu. Ăn xong đi tắm chứ không thôi không chịu nổi, hôi quá rồi.
trời, thời tiết gì mà đổ mồ hôi hôi chịu. Khỏi luôn. Không dạ cần sao? Phải xiên xỏ như vậy nữa, tôi hiểu thân phận tôi. Ủa gì vậy cậu? Thì đó, tôi mới vừa bước vô cái nói hôi quá, đi tắm là hiểu rồi. Đó, được đâu rồi. Đâu có. Nói là người không ở bây giờ hay lắm. Ừ. Không có, con đang nói là nóng quá, con xong, con đi tắm, con nóng, con đổ mồ hôi. Chứ không phải xỉa xấu người ta, mới vừa bước vô rồi, nó rồi. hôi quá. Rồi, rồi, hiểu luôn. Rồi, tự nhiên bị tự ti vậy cậu. Nè, con nói nghe, cái bệnh hôi nách nó không có gì đâu, đừng có tự ti nữa, nha. Đúng không? Hôm bữa quê ví dụ bạn bè chê đúng không? Đừng bỏ đi. Không có gì phải tự ti. Ủa. Sao biết hay à? Cô kể. Trời đất ơi, cái bà vợ tôi ở trong nhà có chuyện gì cũng đem kể với người làm nghe hết trơn trời. Bây giờ nhà có hai cô cháu không tâm sự với con, tâm sự với ai? Trời. Cô nói nhiều lắm, cô nói là cậu hôi nách nhiều khi tối cô ngủ, cô thèm mới cảm giác được vúi đầu vào nách chồng nhưng mà không được. Cô buồn lắm. Thôi nói nghe. Đừng có đụng chạm tới cái nỗi đau của tôi nữa nha. Có cô nói mà đâu phải con. Nó nói gì? Thì cũng chị quá trời rồi mà có hết đâu. Bỏ vậy cậu đừng có như vậy. Bớt tự ti lại. Mình phải tắm rửa sạch sẽ, tắm rửa thường xuyên, vệ sinh cá nhân. Đúng không? Cô mình ơi, vệ sinh cá nhân tắm rửa thường xuyên nó cũng không có hết khỏi nữa. Không hết thì mình phải dùng sản phẩm hỗ trợ. Trời ơi, mấy cái đó dễ quá mà phải để con dạy nữa. Con nó thì nhiều khi con ô xin trong nhà chứ con đâu phải má cậu đâu mà cậu bắt con dạy. Cái sáng là cái chết bây giờ đó. Trời đất ơi, cô mua cho cậu biết bao nhiêu cái loại thuốc lăn, thuốc sức mà. Chết trời trời. Đâu? Trời trời, cậu giống như khai sáng đời con luôn á. Gì? Cô đi công tác. Hồi sáng này cô đi sớm lắm, lúc đó cậu còn ngủ. Cô đi rồi không nói tiếng nào hết trơn trời. Cô nói là cậu dậy kêu cậu tắm rửa liền rồi đưa cái sản phẩm này cho cậu xài liền. Cô tìm hiểu, cô mua sản phẩm này rồi, xài đảm bảo hết rồi đó. Đợi con xíu. Ồ vậy hay hả? À chà, được ạ. Lần này hy vọng. Sản phẩm này là cái gì từ châu Âu á. Con xin lỗi nha, con bóc ra luôn rồi. Tại con thấy cô nói nó hay quá. Nói là chị hôi nách đồ dữ dằn lắm. Con bóc qua con hửi thử, con thấy là nó không có cái mùi. Không có mùi giống như mấy cái trước cậu xài đâu. Nhìn có vẻ là hấp dẫn đó. Nhưng mà vấn đề là không biết là xài nó có phải đi xài kèm với cái gì nữa không. Rồi có trị được cái hôi nách vĩnh viễn không đó. Cái đó hả? Cái đó cậu liên hệ cô không con? Con chỉ có giao hàng thôi, còn công dụng hỏi cô nha. Đi tắm nha cậu, chứ giờ hôi lắm rồi đó. Nữa, nó chỉ xối tôi hoài luôn á. Đâu con nói con mà, tại cậu tự nghĩ cậu thôi chứ. Đi. Nhưng mà cậu cũng có hôi đó. Kính thưa bác sĩ, sử dụng lăn nách Aquaseline trong tình huống vừa rồi thì ngoài sử dụng cái lăn nách này đó thì mình có dùng những cái phương pháp khác nữa hay không? Và sử dụng lăn nách Aquaseline lâu dài thì có ngăn khỏi như là hết luôn cái chứng hôi nách không? Thì người ta nhận thấy là đối với Aquaseline thì nó là được một trong những cái sản phẩm lăn nách được sản xuất tại châu Âu và nó đã được chứng minh về hiệu quả và độ an toàn. Thì cái tác động của nó là nó có tác động kép, có nghĩa là nó vừa giảm tiết mồ hôi tại chỗ và nó vừa ngăn được cái mùi hôi nữa. Và cái nguyên tắc đó là tại sao cái thành phần của nó, cấu tạo của nó thì gồm có thứ nhất là cái hợp chất nhôm, và cái hợp chất này nó sẽ tác động lên cái tế bào biểu bì và nó tạo nên một cái lớp gel, một cái lớp màng, và chính cái lớp màng này nó ngăn cản không có cái sự bài tiết cái chất bã nhờn. Và cái thứ hai nữa là nó có chứa một số cái thành phần như là kháng khuẩn, chẳng hạn như là chiết xuất từ tinh dầu hoa cúc nè, thì nó có mục đích là nó chống lại cái sự phát triển của vi khuẩn tại chỗ. Với cái tác động kép như vậy cùng với lại cái việc là nó tác động kéo dài trong vòng 24 đến 72 giờ đi kèm với một cái hiệu quả cao và nó không có cái vấn đề như là ố vàng và cũng không gây thâm vùng nách, cho nên chúng ta có thể sử dụng đơn lẻ một mình Aquaseline mà không cần áp dụng với lại một cái phương pháp điều trị nào khác. Thì câu thứ nhì là em hỏi là như vậy thì nó có điều trị lâu dài thì nó có hết hay không, đúng không ạ? Thì người ta nhận thấy là đối với sản phẩm này thì mình sẽ dùng như thế nào, tùy theo cái giới tính nè, tùy theo cái mức độ bệnh. Ví dụ như người bệnh nặng thì sẽ sử dụng cái sản phẩm nặng hơn, hoặc là mức độ nhẹ thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm cho những cái trường hợp bệnh nhẹ. Và khi cái tác động của nó kéo dài như vậy thì người ta sẽ thấy là đối với cái sản phẩm này mình sẽ sử dụng là thí dụ từ 2 lần một tuần trở lên tùy theo cái mức độ bệnh. Thì
khi nãy em có hỏi là cái vấn đề là mình điều trị như vậy thì nó có hết hay không, thì hầu như chưa có phương pháp nào là có thể điều trị khỏi hẳn đối với cái ra mồ hôi cũng như cái chứng hôi nách này. Thì Acoceline cũng vậy, mục đích của nó là nó kiểm soát được cái việc ra mồ hôi trong một cái thời gian dài sau một cái lần xịt thôi. Kính thưa bác sĩ, như trường hợp của tôi thì sử dụng sản phẩm lăn nách Acoceline như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất ạ? Đối với trường hợp của em thì sản phẩm này thì nó gồm có 3 cái nha. Thứ nhất là dùng cho nữ giới nè, thứ nhì là dùng cho nam. Thì dùng cho nữ nó sẽ phân ra là loại nặng và loại nhẹ. Thì đối với loại nặng thì nó có tác động trong vòng 72 giờ. Còn đối với loại nhẹ thì tác động của nó chỉ trong vòng 24 giờ thôi. Còn đối với nam thì thường vấn đề ra mồ hôi nó nhiều hơn, cho nên cái tác động của nó là trong 72 giờ dành cho những cái trường hợp mà ra mồ hôi vừa phải cho đến nhiều. Đối với em thì như vậy thì mình sẽ sử dụng cái sản phẩm dành cho nam giới. Tuy nhiên thì để mà đạt hiệu quả thì tôi nghĩ là trong cái khuyến cáo của cái sản phẩm là em phải sử dụng vào buổi tối nè. Và sau khi em tắm rửa sạch sẽ thì mình sẽ lau khô cái vùng nách đi và mình chỉ lăn nhẹ một lớp mỏng lên trên đó thôi. Đầu tiên thì để đạt hiệu quả tối ưu thì mình có thể sử dụng trên 2 lần một tuần tùy theo cái mức độ. Thí dụ như em thấy nó ra mồ hôi nhiều thì mình sẽ sử dụng cái số lần nó nhiều hơn và mình sẽ gia giảm cái số lần tùy theo vào cái mức độ mà nó đáp ứng với cái điều trị của Acoceline. Và bên cạnh đó thì cái chế độ ăn uống nữa. Thì khi nãy em nói là mình có chế độ ăn uống không thích hợp như là uống nhiều bia, rượu đúng không? Thức khuya nhiều hay là những cái đó thì mình phải hạn chế. Không ăn đồ cay, nè đồ nóng, nè những cái thức ăn gia vị, nè những cái thức ăn tạo mùi. Và chú trọng đến cái vấn đề uống nhiều nước và một cái chế độ ăn giảm calo. Vậy thì theo như bác sĩ tư vấn về những thực phẩm chúng ta dùng đúng và chúng ta sử dụng Acoceline lăn khử mùi thì có thể điều trị khả quan được cái bệnh hôi nách. Và đặc biệt là tại sao Acoceline nó lại trị hôi nách một cách an toàn và hiệu quả. Với thêm một điều vấn đề mà các chị em phụ nữ vẫn quan tâm là Acoceline dùng thì nó có bị thâm nách hay không? Đúng là cái vấn đề thâm nách là vấn đề là hầu như là các chị em rất là quan tâm. Và vấn đề đó thì nó ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ rất là nhiều. Và đa phần các sản phẩm mà lăn nách thì thường hay gây thâm nách, nhất là những sản phẩm mà có mùi và nó gây kích ứng viêm da vùng nách và tạo nên cái thâm nách về sau rất là khó điều trị. Cái sản phẩm Acoceline này thì nó có một cái ưu điểm là nó chiết xuất từ thiên nhiên cho nên là nó không có gây thâm nách. Cái ưu điểm vượt trội nữa là khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy cái vấn đề khô thoáng của vùng nách có thể kéo dài được từ 24 cho đến 72 giờ. Thậm chí là ở những người mà thí dụ như phải hoạt động dưới trời nắng hoặc là làm việc trong môi trường nắng nóng nhiều thì cái sản phẩm vẫn có hiệu quả kéo dài. Và sản phẩm này nó hấp thu rất là nhanh. Mình chỉ lăn qua thì khoảng 15 giây sau thì sản phẩm đã được hấp thu và nó không gây ố nhờn cũng như là nó không có gây vàng cái vùng nách. Cái thành phần của sản phẩm thì đa phần là từ thiên nhiên, từ tinh chất cỏ nè, từ những cái cây hương nhu của Ấn Độ. Và cái những cái thành phần thiên nhiên này thì nó có tác động là một số cái nó có tính cách là nó giảm viêm nữa. Cho nên là khi những cái người mà bị mà da viêm da kích ứng rồi thì mình vẫn có thể sử dụng sản phẩm. Và nó không có chứa cồn, cho nên là nó không có gây khô da cũng như không gây rát và cũng không gây cái kích ứng cái vùng da của mình khi mà sử dụng. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi trực tiếp khán giả gửi về trong chương trình. Xin chào bác sĩ Phương Mai. Tôi bị hôi nách đã nhiều năm nay, dùng bao nhiêu cách vẫn không trị dứt điểm được. Gần đây tôi có biết đến sản phẩm lăn nách Acoceline đến từ châu Âu. Không biết là sản phẩm này có thực sự hiệu quả không? Tùng Lâm đến từ Vũng Tàu. Sản phẩm Acoceline là cái sản phẩm nó được kiểm chứng về mặt lâm sàng, về hiệu quả cũng như độ an toàn của bên châu Âu. Và cái sản phẩm này nó đã được Bộ Y tế của Việt Nam cấp giấy phép lưu hành. Thì sản phẩm này nó có tác động kép. Nó vừa giảm được cái sự tiết mồ hôi cũng như nó vừa giảm tiết được cái mùi hôi nách. Cho nên là tác động của nó là có thể kéo dài. Xin chào bác sĩ, tôi là nhân viên văn phòng bị ra nhiều mồ hôi và mùi hôi nách. Dù ngồi trong văn phòng có điều hòa nhưng vùng nách của tôi vẫn tiết ra nhiều mồ hôi so với các vùng da khác. Không những thế, mùi hôi còn ngày càng nồng hơn nhiều. Mong bác sĩ tư vấn cho tôi sản phẩm nào tốt có thể trị dứt điểm tình trạng mùi hôi vùng nách của tôi. Cảm ơn bác sĩ. Xin chào em. Thì hiện nay thì hầu như là chưa có bất kỳ cái phương pháp nào mà có thể là điều trị dứt điểm được cái vấn đề ra mồ hôi cũng như là mùi hôi ở nách. Cho nên chúng ta nên chọn lựa cái sản phẩm nào mà nó giúp
cái giảm tiết mồ hôi trong một cái thời gian dài, kiểm soát trong thời gian dài và ít cái tác dụng phụ. Thì tiêu chí để chọn lựa sản phẩm của chúng ta là có tác động kép nè, có tính chuyên biệt và sản phẩm này được hiệu quả và an toàn và đã được chứng minh là có hiệu quả về mặt lâm sàng. Và tốt hơn là chúng ta nên chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận. Dạ, cảm ơn bác sĩ Lê Phương Mai rất nhiều. Hy vọng ngày hôm nay với sự chia sẻ của bác sĩ thì Hoàng Châu cũng như rất là nhiều khán giả chẳng may bị bệnh cái mồ hôi vùng nách, chúng ta sẽ có cách điều trị tốt hơn, đặc biệt là với sản phẩm Aqualine. Aqualine hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm làn nách không mùi giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aqualine. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lan khử mùi thông thường khác, mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thâm nách. Aqualine, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chán nản vì làn da sạm đen, thô ráp sau mỗi lần ra nắng, sao bạn chưa dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Bisun? Viên uống hỗ trợ chống tác hại của ánh nắng mặt trời đến từ Mỹ. Sản phẩm chứa chiết xuất dương xỉ, 12 chiết xuất thảo dược và nhiều vitamin khoáng chất. Bisun giúp chống lại tác hại của ánh nắng, tia cực tím, môi trường ô nhiễm bằng đường uống, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, giúp chống lão hóa và dành cho những người muốn tránh nám, sạm da khỏi ánh nắng. Bây giờ việc chống nắng và tia cực tím không còn vất vả và khó khăn nữa. Vì đã có viên uống giúp chống nắng toàn thân Bisun đến từ Mỹ. Mời quý vị đến câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: người bị tình trạng da mồ hôi và mùi hôi vùng nách cần hạn chế các chất kích thích như rượu bia, đồ ăn cay nóng kết hợp với làn nách không mùi có tác dụng kép vừa ngăn tiết mồ hôi vừa khử mùi hôi vùng nách sẽ kiểm soát được tình trạng da mồ hôi và mùi hôi nách hiệu quả đúng hay sai? Các bạn nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229 sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0978991XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng Aqualine của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình sau. Xin chào. Sau khi tham gia chương trình và nhận được những lời tư vấn của bác sĩ, anh Châu đã tìm cho mình được giải pháp điều trị chứng mồ hôi vùng nách của mình. Bên cạnh sử dụng sản phẩm tốt thì anh Châu đã chú ý đến chế độ dinh dưỡng bởi đây là một phần quan trọng trong việc điều trị chứng hôi nách. Xin chào anh. Sau khi mà tham gia chương trình cũng như là nhận được sự tư vấn của bác sĩ cũng như là có một cái khoảng thời gian mà sử dụng cái sản phẩm bác sĩ đã khuyên ấy, thì anh có cảm nhận như thế nào? Xin cảm ơn chương trình đã cho tôi những lời khuyên thật là hữu ích, đã cho tôi hiểu biết thêm về chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng như thế nào đến việc gia tăng mùi hôi ở vùng nách. Cũng theo lời khuyên bác sĩ thì tôi cũng kiên trì sử dụng sản phẩm lăn nách không mùi Aqualine vào những buổi tối trước khi đi ngủ, và đến sáng hôm sau thức dậy tôi đi tắm mà cũng không cần phải lăn lại, nhưng trong một ngày đó đối với tôi không còn mùi hôi nữa. Bây giờ tôi rất là tự tin và tinh thần rất là thoải mái mỗi khi gặp gỡ khách hàng hay là bạn bè hay là đồng nghiệp, những cái buổi tiệc lớn nhỏ thì tôi không còn lo lắng về mùi hôi của cơ thể nữa. Đó là một sự tuyệt vời đối với tôi.